Hương chào các em học sinh khối 11 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Chào mừng các em đến với bài giảng dành cho chương trình giáo dục công dân lớp 11. Và để bắt đầu bài giảng hôm nay, cô mời các em quan sát một đoạn video ngắn sau đây. Già hóa dân số hay còn gọi là giai đoạn dân số đang già. Khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% tổng dân số trở lên, hoặc tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 10% tổng dân số trở lên, Việt Nam, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. Năm 1989, tuổi thọ trung bình là 65,2 tuổi. 20 năm sau, năm 2009, con số này là 72,8 tuổi, trong khi thế giới năm 2010 là 68 tuổi. Số lượng người cao tuổi Việt Nam đang tăng nhanh. Theo dự báo, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2017. Nhưng thực tế, năm 2011, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đã là 10,1%. Già hóa dân số không phải là một gánh nặng, đó là một tiến trình tất yếu, và nâng cao tuổi thọ là ước mơ của toàn nhân loại, là thành tựu của quá trình phát triển xã hội. Nhưng có một thực tế, tốc độ già hóa nhanh trong khi chúng ta chưa kịp chuẩn bị cho giai đoạn này. Vì vậy, già hóa dân số đồng nghĩa với nhiều thách thức đặt ra. Phần lớn người cao tuổi hiện đang sống ở nông thôn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hơn 70% người cao tuổi vẫn phải làm việc để kiếm sống. Chỉ có hơn 20% số người cao tuổi sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội. Người cao tuổi còn phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Trung bình, một người cao tuổi ở Việt Nam mắc 2,69 bệnh. Vấn đề đặt ra cần phải có sự chuẩn bị về tiềm lực kinh tế, phát triển chương trình an sinh xã hội để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người cao tuổi ở Việt Nam. Người cao tuổi cũng là một kho kinh nghiệm và tri thức sống, vì vậy phải quan tâm, phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Một đoạn video ngắn nói về tình trạng già hóa dân số ở Việt Nam. Và vấn đề dân số là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm nhất. Vậy thì vấn đề dân số chính là nội dung của bài học hôm nay, bài số 11, Chính sách dân số và giải quyết việc làm. Cô mời các bạn mở sách giáo dục công dân lớp 11, trang 90. Chúng ta đi tìm hiểu bài 11. Bài 11 này gồm có 3 nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất là chính sách dân số. Nội dung thứ hai là chính sách giải quyết việc làm. Và nội dung thứ ba là trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm. Với 3 nội dung này thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu trong 2 tiết. Tiết 1 chúng ta tìm hiểu chính sách dân số, và tiết 2 chúng ta tìm hiểu chính sách giải quyết việc làm và trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm. Sau đây, cô xin mời các bạn đi vào lần lượt từng nội dung. Tiết 1, chính sách dân số. Với nội dung này, chúng ta tìm hiểu 2 nội dung nhỏ như sau. A nhỏ là tình hình dân số ở nước ta, và B nhỏ, mục tiêu phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số. Sau đây cô xin mời các bạn đi vào nội dung đầu tiên. A nhỏ là tình hình dân số ở nước ta hiện nay. Ở phần A nhỏ này, theo công văn 3280 của Bộ thì nội dung này là hướng dẫn học sinh tự học
Vậy thì để các bạn có thể tự tìm hiểu nội dung này, cô xin mời các bạn mở sách giáo khoa trang 91 phần A nhỏ tình hình dân số nước ta. Cô sẽ vạch cho các bạn những ý cơ bản các bạn tìm hiểu trong sách và tự soạn vào dựa trên những ý cơ bản sau đây. Thứ nhất là về quy mô dân số. Thứ hai là về tốc độ tăng dân số. Thứ ba là chất lượng dân số. Thứ tư là mật độ dân số. Và cuối cùng là phân bố dân cư. Năm ý này chính là tình hình dân số ở nước ta hiện nay. Các bạn tìm hiểu ở trong sách giáo khoa trang 91 và lần lượt viết vào vở ghi. Đi học, cô sẽ kiểm tra nội dung này xem các bạn soạn như thế nào và sẽ lấy vào điểm thường xuyên. Tiếp theo, cô xin mời các bạn sang nội dung thứ hai. Để tìm hiểu nội dung thứ hai, cô đưa một ví dụ. Đó là nếu như dân số tăng quá nhanh thì sẽ dẫn đến một loạt những hệ lụy như sau. Thứ nhất là thừa lao động, không có việc làm. Thứ hai, sẽ dẫn đến tình trạng mức sống thấp. Từ mức sống thấp chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng là sức khỏe và thể lực kém. Thứ tư, sức khỏe thể lực kém sẽ dẫn đến bệnh tật nhiều. Và tiếp theo, hệ quả của việc bệnh tật nhiều là năng suất lao động thấp. Năng suất lao động thấp sẽ dẫn đến tệ nạn xã hội tăng lên. Và cuối cùng là làm cho kinh tế văn hóa kém phát triển. Đây chính là hệ quả của việc dân số tăng quá nhanh. Vậy thì để hạn chế cái tình trạng này, Đảng và Nhà nước đã đề ra những điều gì? Thì cô mời các bạn sang nội dung tiếp theo. B nhỏ, mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số. Các bạn ghi nội dung này vào vở mục B. Dấu sao đầu tiên là mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên của Đảng và Nhà nước đề ra đó là tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số. Nói về tốc độ gia tăng dân số thì mời các bạn quan sát trên trang slide. Cô đưa ra cái biểu đồ tốc độ gia tăng dân số ở Việt Nam từ năm 1951 đến 2017. Ví dụ năm 1960 thì tốc độ gia tăng dân số ở Việt Nam là 3,07%. Đến năm 1990 giảm còn 2,18%. Và đến năm 2017 thì giảm còn 1,03%. Nhưng hiện nay hay cụ thể là theo thống kê năm 2020 thì tốc độ tăng trưởng dân số ở Việt Nam là 1,14% trên một năm. Trong khi đó thế giới chỉ có 1,05%. Đó, chúng ta có thể so sánh cái tốc độ tăng trưởng dân số của Việt Nam so với thế giới. Chúng ta cái tốc độ tăng dân số ở chúng ta vẫn cao hơn thế giới. Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước đề ra cái chủ trương đó là giảm tốc độ gia tăng dân số. Đó là ý thứ nhất. Các bạn nhớ ghi ý thứ nhất vào trong vở. Mục tiêu thứ hai là ổn định quy mô cơ cấu và phân bố dân số hợp lý. Cô mời các bạn ghi cái ý thứ hai này vào vở. Ổn định quy mô cơ cấu và phân bố dân số hợp lý. Sau đây cô xin giải thích cái quy mô cơ cấu và phân bố là gì. Đầu tiên, quy mô dân số chính là tổng thể dân số sinh sống trong những vùng lãnh thổ nhất định vào những thời điểm xác định. Khi nói về quy mô dân số ở Việt Nam hiện nay thì theo thống kê năm 2020 thì tổng dân số ở Việt Nam là khoảng 97,3 triệu người, trong đó thế giới là 7,7 tỷ người. Như vậy chúng ta chiếm khoảng gần 1/7 dân số của thế giới. Thứ hai, cô xin giải thích là cơ cấu dân số thì chính là tổng số dân số được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và các đặc trưng khác.
Đó chính là những tiêu chí nói về cơ cấu dân số. Thứ ba là phân bố dân cư, chính là sự chia, phân chia tổng số dân cư theo khu vực, theo vùng kinh tế địa lý hoặc một đơn vị hành chính. Khi nói về phân bố dân cư thì từ thực tiễn ở Việt Nam chúng ta, các bạn cũng có thể thấy dân cư nước ta chủ yếu tập trung ở thành thị, sau đó đến nông thôn và vùng núi thì tương đối là ít dân cư sinh sống. Và hai thành phố mà tương đối tập trung đông đúc dân số và cái việc phân bố dân cư dày đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là hai cái thành phố mà dân cư tập trung đây tương đối đông đúc. Xuất phát từ tình trạng đó thì Đảng và Nhà nước đề ra cái việc ổn định quy mô cơ cấu và phân bố dân cư hợp lý. Mục tiêu thứ ba mà Đảng và Nhà nước đề ra chính là nâng cao chất lượng dân số. Cô xin giải thích cái khái niệm chất lượng dân số là những chỉ số phản ánh tình trạng về thể chất, trí tuệ, tinh thần của cộng đồng dân cư. Nếu như thể chất, trí tuệ, tinh thần của dân cư ngày càng cao thì chất lượng dân số cũng cao. Trên đây là ba cái nội dung thể hiện mục tiêu về chính sách dân số. Cô mời các bạn sang nội dung tiếp theo, đó là phương hướng. Dấu sao thứ hai, phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số. Với cái mục tiêu trên thì nhà nước đề ra một số phương hướng như sau. Phương hướng thứ nhất, tăng cường công tác quản lý và lãnh đạo. Cô mời các em ghi cái nội dung đầu tiên này vào vở, đó là tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý đối với công tác dân số. Cô xin dẫn ra một vài hình ảnh về cái công tác lãnh đạo và quản lý công tác dân số. Ví dụ, hình ảnh này là hội nghị triển khai nhiệm vụ dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2018 và ngày kỷ niệm truyền thống dân số ở Việt Nam. Hay là hình ảnh thứ hai là các bạn có thể nhìn thấy việc trung tâm dân số ở quận Ba Đình. Đây là nơi mà có thể tư vấn về công tác dân số. Hay là hình ảnh toàn dân tích cực thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đó là một vài hình ảnh về tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý dân số. Phương hướng tiếp theo là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục. Cô cũng xin dẫn ra một vài hình ảnh về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục. Ví dụ như ở cái khẩu hiệu ở ngay cái lối đi vào thôn là thôn không có người sinh con thứ ba trở lên. Hay là hình ảnh về việc mà các bác sĩ tư vấn cho bà mẹ về sức khỏe sinh sản. Là hình ảnh mà cái này các bạn dễ gặp ở trên đường phố, đó là những cái xe mà họ phát những cái loa và nói về những thông tin về chính sách dân số. Hay là hội nghị tuyên truyền viên về dân số kế hoạch hóa gia đình, tổ chức những cuộc thi về cái dân số kế hoạch hóa gia đình. Cô có một câu hỏi, đó là các em có thể liệt kê một vài hình thức và khẩu hiệu trong công tác tuyên truyền chính sách dân số. Sau đây cô xin dẫn ra câu trả lời của cái câu hỏi này. Ngoài ra thì các em cũng có thể suy nghĩ thêm, ví dụ như gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc, hay là mỗi một gia đình chỉ nên có một hoặc hai con, dù gái hay trai thì chỉ hai là đủ. Hay là thực hiện quy mô gia đình ít để chăm sóc nuôi dạy con tốt. Hay là dân số ổn định, đất nước phồn thịnh, gia đình hạnh phúc. Đấy là một vài cái khẩu hiệu mà các bạn có thể gặp ở đâu đó về tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Ngoài những khẩu hiệu này thì các bạn còn gặp những khẩu hiệu nào nữa, các bạn có thể viết vào trong vở. Đi học trở lại, chúng ta có thời gian ôn tập về nội dung này, chúng ta cùng trao đổi với nhau về cái khẩu hiệu này. Phương hướng tiếp theo là nâng cao sự hiểu biết của người dân về dân số.
ví dụ như nâng cao sự hiểu biết của người dân về bình đẳng giới, về cân bằng giới tính trong tương lai, hay là chương trình tư vấn trực tuyến chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đó là những chương trình, đó là những cái công tác tuyên truyền phổ biến để nâng cao sự hiểu biết của người dân về chính sách dân số. Phương hướng cuối cùng đó là nhà nước đầu tư đúng mức cho công tác dân số. Ví dụ khẩu hiệu đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững, bởi vì sự phát triển của một quốc gia nó quyết định bởi chính người dân của đất nước đó. Hay là kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, hãy để việc sinh con gái hay con trai theo một cách tự nhiên. Thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là góp phần nâng cao chất lượng của cuộc sống. Các bạn ghi ý này vào trong vở: nhà nước đầu tư đúng mức cho công tác dân số. Hình ảnh này nói về chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình, để họ để khẩu hiệu để việc sinh con trai con gái theo quy luật tự nhiên. Và đây chính là khái niệm kế hoạch hóa gia đình, là sự nỗ lực của nhà nước xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh, nhằm bảo vệ sức khỏe nuôi dạy con có trách nhiệm, phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình. Như vậy, nội dung bài học hôm nay tạm thời dừng ở đây. Để kết thúc bài học thì cô xin nhấn mạnh, đối với nội dung bài này, các bạn cần nhớ cho cô hai nội dung chính như sau. Thứ nhất là mục tiêu của chính sách dân số, và thứ hai là bốn cái phương hướng cơ bản của chính sách dân số mà Đảng và Nhà nước đề ra. Và để kết thúc cái nội dung bài học thì cô giao cho các bạn một vài bài tập như sau. Câu số 1: mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là gì? Mục tiêu này cô đã giới thiệu có 3 mục tiêu bên trên, thì các bạn nhớ tìm hiểu và làm câu số 1. Câu số 2: nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta? Cô đưa 4 đáp án. A. Tuyên truyền giáo dục biện pháp kế hoạch hóa gia đình. B. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số. C. Nâng cao chất lượng dân số. Và D. Phát triển nguồn nhân lực. Câu số 3: nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta? Đáp án A. Tăng cường bộ máy nhà nước đối với công tác dân số. Đáp án B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý đối với công tác dân số. Đáp án C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số. Và đáp án cuối cùng, phân bố dân số hợp lý. Câu số 4: phân bố dân cư hợp lý là một trong những mục tiêu của nội dung nào? A. Chính sách dân số. Đáp án B. Chính sách giải quyết việc làm. C. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. D. Chính sách quốc phòng an ninh. Câu số 5: một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là gì? Đáp án A. Nâng cao đời sống của nhân dân. B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản. C. Nâng cao vai trò của gia đình. Và đáp án cuối cùng, nâng cao hiệu quả của công tác dân số. Câu số 6: Đảng, Nhà nước ta coi chính sách dân số là một yếu tố cơ bản để A. Nâng cao chất lượng cuộc sống toàn xã hội. B. Ổn định quy mô dân số. C. Phát huy nhân tố con người. Và cuối cùng D. Giảm tốc độ tăng dân số. Câu số 7: Đảng, Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là A. Đúng đắn nhất để phát triển đất nước. B. Đầu tư cho phát triển bền vững. C. Là cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội.
và D là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Câu số 8. Hành vi việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước? A. Tuyên truyền phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình. B. Cung cấp các phương tiện tránh thai. C. Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Và D. Cung cấp các dịch vụ dân số. Câu số 9. Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây? A. Ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế. B. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội. C. Thực hiện xóa đói giảm nghèo. Và D. Thúc đẩy sản xuất phát triển. Câu cuối cùng. Câu số 10. Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây? A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình. B. Nâng cao chất lượng dân số. C. Tăng cường vai trò lãnh đạo quản lý. Và cuối cùng là thực hiện xã hội hóa công tác dân số. Với 10 câu hỏi này, trong đó một câu là trả lời ngắn và 9 câu trắc nghiệm, thì các bạn có thể dựa vào nội dung bài giảng của cô để lần lượt trả lời. Các bạn không cần chép đề bài, chỉ cần viết câu 1 đáp án gì, câu 2 đáp án A, B hay C, v.v. Và chúng cô sẽ sửa bài này khi chúng ta đi học trở lại. Như vậy, bài giảng của cô đến đây tạm dừng. Cô gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bạn học sinh khối 11 đã lắng nghe bài giảng của cô và chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng lần sau. Chào tạm biệt các bạn.